về ẩm thực. Về hôm nay nhóm đó sẽ tới hướng dẫn cho chúng ta một số món ăn. Về thì hôm nay chúng ta sẽ được làm việc chung với họ. Có thích không? Hôm nay chúng tôi đến đây để giúp các bạn làm một món ăn rất dễ dàng, đó chính là món gỏi cuốn. Lý do chúng tôi chọn món gỏi cuốn làm chủ đề hôm nay bởi vì nó là một cái món rất là dễ làm, ít thịnh hành và cũng đầy đủ nhiều. Bắt chuyện là như sau: chúng ta gồm có chua leo, bún, tôm thịt, đây là phần mẹ, rau và bánh tráng. Sau đây chúng tôi sẽ cuốn một cuốn mẫu cho các bạn có thể là biết là con cuốn như thế này. Rồi chúng ta cùng đeo tay vô nha. Lúc đầu là chúng tôi chọn nhóm 1 nhưng mà
các trang trí của nhóm 1 rất đẹp, nhưng mà mới nhìn vô thì sẽ rất là rối mắt, nhìn không có một cái chỗ nào mà để nó rộng mà rất là chật, nó mất đi cái sự giản dị của đội cuốn. Còn nhóm 2 thì cuốn thì trang trí rất là đẹp, nhưng cuốn thì không được chắc tay. Sau cùng thì ba nhóm đều làm rất đẹp và rất tốt, hãy cho các bạn một tràng pháo tay. Chào ạ, hẹn gặp lại. Thôi, cảm ơn các nhóm gia đã cùng hợp tác với lớp chúng ta đúng không nào? Và hôm nay cô nhận xét với lớp chúng ta là làm rất tốt, nhiệt tình, năng động và chuẩn bị tất cả mọi thứ rất ngon và rất đẹp. Và cái thứ hai đó là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà cũng rất tốt ha. Thôi cho lớp chúng ta một tràng pháo tay.